Xin chào quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa trải qua trận đấu đầu tiên của ngày thi đấu thứ tư. Đội nữ Hà Nội dù đã rất cố gắng ở hai hiệp đấu cuối cùng nhưng không thể tạo nên được bất ngờ trước đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh, một ứng cử viên vô địch tại giải năm nay. Và trận đấu còn lại của ngày thi đấu hôm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa đội Nam Hà Nội và đội Nam Bình Thuận. Và đây là đội hình ra sân của Bình Thuận với số 1 Đậu Trung Kiên, số 2 Huy Hoàn, số 15 Lê Trần Đăng Huỳnh, số 19 Bùi Xuân Long và số 24 Hồ Quốc Trưởng. Sân của đội hình tuyển Hà Nội, số 1 Minh Trung, số 11 Bùi Thái Hà, số 12 Hoàng Thế Hiển, số 20 Ngọc Khánh và số 29 Trần Minh Hiếu. Ngày hôm nay thì Đặng Thế Hưng sẽ không xuất phát ở đội hình chính của đội tuyển Hà Nội. Trọng tài Lê Trương Giang sẽ là trọng tài bất chính và hai trọng tài phụ sẽ là trọng tài Anh Bảo và trọng tài Hữu Hậu. Ở trận đấu sớm thì đội nữ của đội Hà Nội cũng đã để thua trước ứng viên vô địch Thành phố Hồ Chí Minh. Với phần nhảy tranh bóng vừa rồi thì lợi thế đang thuộc về phía cao thủ áo xanh. Bóng trong tay của Hoàng Thế Hiển. Và vừa rồi tình huống tấn công đầu tiên của tuyển Hà Nội, và Minh Hiếu đã là người không bắt được trái bóng trong tình huống vừa rồi. Đây tình huống đến phản công nhanh. Bùi Thái Hà đang là người cầm bóng. Tình huống lên rổ và có end one dành cho Bùi Thái Hà. Người phạm lỗi trong tình huống vừa rồi đó là cầu thủ mang áo số 19 Xuân Long. Và đánh điểm trợ dành cho Ngọc Khánh. Tình huống chuyền tốt nhưng cắt được bóng cũng là rất hay đến từ Đậu Trung Kiên. Do vậy vẫn còn bóng cho tuyển Hà Nội. Ngọc Khánh đường truyền cho Minh Hiếu và có điểm thành công cho cầu thủ này. Các cầu thủ của tuyển Hà Nội đã bắt trap rất sớm và đây là phản công. Hoàng Thế Hiển đổi tay và có điểm thành công dành cho Hoàng Thế Hiển. Và huấn luyện viên trưởng của đội Bình Thuận cần phải sử dụng hội ý. Trận đấu này đã có một tâm thế khác, hoàn toàn đúng với những gì huấn luyện viên Hoàng Long đã chia sẻ. Tiếng truyền ra của Huy Hoàn và đó thì có điểm thành công dành cho Hồ Quốc Trưởng. Huy Hoàn đã hút tới 3 cầu thủ của Hà Nội để tạo ra được một cơ hội 10-10 cho người đồng đội của mình. Tiếng truyền tốt của Huy Hoàn, tiếp tục là Hồ Quốc Trưởng và tiếp tục là có điểm thành công dành cho Bình Thuận. 5 điểm liên tiếp của cầu thủ mặc áo số 24 bên phía Bình Thuận. Hà Nội vẫn đang kiểm soát rất tốt khu vực dưới bảng rổ của đối phương. Đó là sự khác nhau giữa tập thể Hà Nội trong hai trận đấu trước và trận đấu này. Huy Hoàn cắt bóng tốt của Đặng Thái Hưng và đây phản công nhanh ngược lại. Bùi Thái Hà trước mặt anh không còn ai nữa. Một điểm số thành công cho Bùi Thái Hà. Thành Đạt cũng đã vào sân để tăng thêm khả năng ghi 3 điểm cho đội tuyển Hà Nội. 3 điểm của Nguyễn Thành Đạt và đó chính là giá trị của Nguyễn Thành Đạt. Khoảng cách đã lên thành con số 10 cho tuyển Hà Nội rồi. Nha Trang Dolphins ở khả năng phòng ngự cũng như là ném 3 điểm. Tiếng ném tốt của Hồ Quốc Trưởng và cả 7 điểm của Bình Thuận đều đến từ cầu thủ mang áo số 24 này. Và trọng tài vừa có ném 3 điểm rất nhanh. Đó là giá trị của việc có quá nhiều các cầu thủ có khả năng ném 3 điểm. Trả ra vòng ngoài và một cú bắn 3. Bóng lại tới với Thái Hưng sau một nhịp phòng ngự có phần bất cẩn. Ngọc Kỳ đã để bóng tuột tay. Tiếp tục là cơ hội cho Hà Nội. Đó sẽ phải là điểm số. Không thể khác được với tình huống lên rổ của Xuân Long. Họ có thể thủ tốt nhưng khi mà đánh đổi ngược lại thì lại không đưa bóng được lên. Và vừa rồi tình huống ném 3 điểm thành công của Thành Đạt, điểm số thứ 5 cho cầu thủ này. Trương Hoàng Trung của ném 3 điểm. Tiếp tục là rebound được dành cho Trương Hoàng Trung. Phá lên rổ và có điểm thành công dành cho Trương Hoàng Trung. Có thể nói rằng đợt tấn công vừa rồi Trương Hoàng Trung đặt dấu ấn rất nhiều khi anh có một đường truyền chống trả người đồng đội. Trong bài chạy này thì các cầu thủ, cả 5 cầu thủ cần phải hoạt động liên tục. Và đó là tình huống ném tốt của Đinh Toàn Quốc. Đinh Toàn Quốc đang được những người đàn anh tạo điều kiện khá nhiều. Và cũng như cầu thủ này cũng đáp lại. Tình huống cắt được bóng. Đây là Huy Hoàn. Phá lên rổ và có điểm thành công là cho Huy Hoàn. Khác hẳn với màn thể hiện của Lê Trần Đăng Huỳnh trước đội quân đội. Cũng như là trước Đà Nẵng. Và vừa rồi là 2 điểm dành cho số 29 Minh Hiếu của Hà Nội. Cú ném 3 điểm, đó là tình huống phạm lỗi và thậm chí là có end one dành cho Hồ Quốc Trưởng.
vẫn là một cái tên mà có rất nhiều những tình huống hay và ấn tượng. Đó là phải yểm trợ tốt của Đậu Trung Kiên để tạo ra không gian cho người đồng đội của mình. Vẫn còn bóng cho Bình Thuận. Lê Trần Đăng Huỳnh vừa còn ném 3 điểm. Và đó thì còn ném 3 điểm thành công của Lê Trần Đăng Huỳnh. Bộ đôi Lê Trần Đăng Huỳnh và Hồ Quốc Trưởng đang gồng gánh tập thể của Bình Thuận. Bắt rất sát và tiếp tục lại là một tình huống cắt bóng nữa. Đặng Thái Hưng đang chống. Và không thể không có điểm dành cho Đặng Thái Hưng. Bùi Thái Hà là người vừa có đường chuyền kiến tạo cho người đồng đội. Với việc đã được nghỉ trong quãng giữa hai hiệp nên cả hai đội đang chơi đầy hứng khởi. Thành Đạt. Của ném Nguyễn Thành Đạt vào đó thì cũng có điểm thành công. Vừa mới vào sân thôi Nguyễn Thành Đạt đã cho chúng ta thấy một tình huống ném khó nhưng vẫn có điểm là như thế nào. Bùi Thái Hà đường chuyền cho Nguyễn Thành Đạt và đó thì cũng ném 3 điểm thành công của Nguyễn Thành Đạt trước Đậu Trung Kiên. 5 điểm liên tiếp. Và ngày hôm nay thì Đậu Trung Kiên cũng chưa có được một thể trạng tốt nhất. Cú ném airborne nhưng đã có sự tiếp ứng đến từ Thái Hưng. Hai tình huống offensive rebound liên tiếp và Thái Hưng có điểm. Vẫn là sự tập trung của Trương Hoàng Trung trước Huỳnh Hải. Và đó thì cú ném 3 điểm thành công của Võ Thái Cường. Tiếp tục là những tình huống ném 3 điểm tiếp theo. Lần này không thành công cho Thái Cường. Tốc độ trận đấu đã thực sự rất nhanh và đó tình huống móc rổ thành công, công nhận điểm dành cho Đặng Thái Hưng. Và đây là phản công nhanh ngược lại. Tình huống lên rổ và có điểm thành công cho cầu thủ mang áo số 88 Trần Ngọc Bảo của Bình Thuận. Đinh Toàn Quốc nhận được bóng, đã vượt qua được người, có lỗi, có and one, thậm chí đó là pha bóng thực sự có cả yếu tố may mắn ở trong đó nữa. Dẫu sao thì khoảng cách điểm cũng đủ lớn để cho họ có thể chơi một cách từ tốn. Tình huống chuyền ra, Trương Hoàng Trung đã đánh lừa được đối phương. Tiếp tục là những tình huống chuyền tốt. Và đây là tạo cơ hội cho Đinh Toàn Quốc. Pha bóng rất hay của các cầu thủ Hà Nội. 3-2. Đặng Thái Hưng. Tình huống tấn công có an toàn dành cho Đặng Thái Hưng. Thể hình to con hơn và cũng như lợi thế cầm bóng trước đó đã giúp cho Đặng Thái Hưng có không gian. Đến từ phía của tuyển Hà Nội. Phải lên rổ, chưa có điểm. Vẫn là Hồ Quốc Trưởng. Quốc Trưởng có được rebound. Và sau đó là 2 điểm dành cho Bình Thuận, 34 điểm. Thái Hà đang gọi bài. Và anh cũng đã vượt qua được Huy Hoàn. Tình huống tốt, đây là pha lên rổ. Sau tình huống chạy xiết vào đến từ Đinh Toàn Quốc. Thái Hà bị vây bởi hai cầu thủ áo trắng. Nhưng đó cũng chính là lý do vì sao mà đã tạo ra không gian cho Nguyễn Đường Quang Anh. Cầu thủ đã tận dụng được lợi thế chống chải mà Bùi Thái Hà đã tạo ra dành cho mình. Một chút không tập trung đến từ Đinh Toàn Quốc. Sẽ là có hai cầu thủ yểm trợ ở đỉnh đầu 3 điểm. Và đó là pha chuyền tốt của hai cầu thủ trẻ bên phía Hà Nội. Một cầu thủ sinh năm 2004 và một cầu thủ sinh năm 2005. Một tình huống lên rổ tốt của Trần Ngọc Bảo. Tới thời điểm hiện tại thì quân đội hiện giờ họ đang đứng số 1 ở trên bảng xếp hạng. Bởi vì là hiệu số của họ tốt hơn rất nhiều. Một tình huống tiếp bóng tốt của Hoàng Thế Hiển. Đó là pha mà Hoàng Thế Hiển không bị ai theo kèm và anh hoàn toàn chỉ cần chạm vào trái bóng thôi. Trong những giây phút vừa qua thì Đinh Toàn Quốc thậm chí còn nhận nhiệm vụ dẫn quả bóng lên cho đội tuyển Hà Nội. Đúng là như vậy và chúng ta cảm giác rằng Đinh Toàn Quốc đang chơi khá hy sinh. Ở những giải trẻ thì Đinh Toàn Quốc luôn là trung tâm trong lối chơi của đội Hà Nội. Và việc một cầu thủ trẻ chơi nhiệt huyết như vậy cũng sẽ là một điểm cộng. Nhưng có điểm đầu tiên của Đậu Trung Kiên trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng chuyền vào, lợi thế với thể hình dành cho Minh Hiếu. Rõ ràng là Minh Hiếu to con hơn rất nhiều so với Văn Hậu. Ném 3 điểm của Võ Thái Cường. Và đó tình huống ném 3 điểm thành công thứ hai của cầu thủ này trong trận đấu ngày hôm nay. Minh Trung. Cơ hội có điểm số của ném 3 điểm là cho Minh Trung. Không thành công cho Minh Trung. Và có lẽ trọng tài không công nhận điểm dành cho Minh Hiếu ở tình huống cuối cùng. Và kết thúc trận đấu với tỷ số 79-46. Chiến thắng dành cho đội bóng tới từ thủ đô.
Rất cảm ơn quý khán giả của FPT Play. Và ngay sau đây sẽ là những pha highlight trong trận đấu này. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.